Hello, xin chào mọi người. Hôm nay á, mình có một căn nhà này, mình muốn review cho mọi người xem. Cái căn nhà này đó là mình mấy bữa nay mình đang kiếm nhà cho một cái người khách đầu tư của mình. Thì cái anh này anh muốn mua nhà ở thành phố Huntington Beach và khu vực vòng vòng đây, Huntington Beach và Fountain Valley. Nhà to, nhiều phòng, floor plan good để mà đầu tư và cũng mua cho bản thân ảnh luôn, những khi mà ảnh đi qua đây chơi đó. Thì mình để ý những cái căn nhà này vòng vòng rất là nhiều, thì hôm nay mình thấy có cái listing này, mình nhìn hình này nọ thì mình rất là thích, mình thấy rất là đẹp các bạn, cho nên là mình muốn lại đây để một sở thị nó, và sẵn mình sẽ làm cái video này luôn. Thứ nhất mình muốn nói cho bạn nghe là cái căn nhà này hôm nay mình review đó là nó là một cái listing thuộc sở hữu của Zillow. Thì các bạn cũng biết là gần đây là có chuyện gì xảy ra ở Zillow rồi, thì Zillow cũng mua nhà rất là nhiều để mà mua và bán lại. Nhưng mà có một điều mình không hiểu là từ Zillow, là thực ra mình cũng đã dẫn khách đi coi rất là nhiều nhà listing từ Zillow rồi các bạn, và mình chỉ có một vài thứ không hiểu là thật ra mình dẫn khách đi coi những cái nhà ở Zillow thì thật ra những cái nhà mà họ lựa mua đó rất là đẹp các bạn. Đều đa số mình dẫn đi coi nhà thành phố Huntington Beach, những thành phố khác thì mình không nhớ nhiều, nhưng những cái listing ở Zillow Huntington Beach toàn là những căn nhà rất là bự, floor plan rất là to, nhà living space rất là bự. Mình lại mình coi mình thấy rất là ok, nhưng mình cũng không hiểu tại sao nhiều khi nó lại nằm trên thị trường lâu quá. Mình không biết là do là ok do cái giá họ list cao quá hay sao, nhưng thật sự là mình có, trước khi lại căn nhà này mình cũng đã có nhìn com rồi, đó lý do tại sao mình chọn nhà này chứ không phải nhà khác. Bởi vì những cái gì nó cho mình và cái giá họ đang list nó, bởi vì thật sự là mình nhìn cái giá họ list rồi thì thật sự nó còn thấp hơn giá thị trường chừng vài chục ngàn nữa, cho nên là mình thấy cái giá này cũng rất là make sense cho một căn nhà rộng hơn 2,400 square feet các bạn, ở thành phố Huntington Beach rất là gần biển. Căn nhà này gần biển hơn nhà mình đang ở nữa, từ đây các bạn chạy ra biển chắc chừng 7 phút, 6 hoặc là 7 phút thôi à, mà rất là mát mẻ. Các bạn coi mình đứng ở đây, chắc là nhà này các bạn ở đây quanh năm suốt tháng các bạn cũng chả cần dùng đến cái máy lạnh của nó nữa, mà nhà rất là to, gần 2,500 square feet, mà cái lot đất là 6,000, thì là coi như là trung bình của thành phố Huntington Beach thôi. Trong một cái khu neighborhood cũng rất là yên tĩnh, rất là đẹp các bạn. Có một cái mà mình nghĩ có thể đó là cái lý do làm cho những cái listing, tại mình cũng có làm việc qua với những cái nhà mà Redfin họ cũng mua nhà các bạn. Redfin đâu thành vấn đề, Redfin cũng có vấn đề, chỉ có Zillow thôi. Mà mình cũng đã mua rất là nhiều nhà cho khách mà từ Redfin, là coi như là làm việc với bên Redfin. Thì mình chỉ thấy có một điều mình chỉ nghĩ được thôi, là Redfin á, họ dùng cái form của cộng đồng Realtor mình nhau, gọi là cái CAR form, nghĩa là California Association of Realtors. Thì mình dùng cái form chung đó. Chỉ có riêng Zillow là khi mình làm việc với họ mình phải dùng cái hợp đồng và contract của họ soạn lên. Thì đó là một cái điều mà gọi là cũng là khá shady, mà có thể là làm cho nhiều người có thể ngại. Thì đương nhiên không ai thích dùng contract người khác hết, mà nói chung mình đọc kỹ thôi các bạn cũng là vấn đề. Anyways, thì hôm nay mình đang ở đây nha các bạn. Căn nhà này theo mình thấy với cái giá họ đăng và những gì nó cho, thật sự là rất là ok các bạn. Tình trạng căn nhà cũng rất là cứng cáp luôn. Nói chung là kiểu remodel mới hoàn toàn thì không, nhưng mà nói thẳng luôn, vô không cần sửa gì, ở liền cũng được nữa. Mà nhà rất là to, rất là nhiều phòng các bạn. Mà không những nhiều phòng ngủ mà cũng nhiều phòng tắm, rất là tiện lợi luôn. Đó, thì khu vực cũng tốt, khu rất là tốt của thành phố Huntington Beach, gần biển, nhưng mà về cái phía tốt, phía bên giá Fountain Valley nữa chứ không phải phía bên Westminster nha các bạn. Và gần, rất là tiện dụng, gần trường học nè, gần khu shopping center nè, gần biển nữa. Đó, neighborhood thì đây, mình quay trước cho các bạn coi một vòng khu neighborhood. Các bạn thấy không, gió thổi vi vu, các bạn nhìn nhà kế bên, các bạn thấy cây cờ nó bay là các bạn biết gió nó, gió ở đây nó gần biển, cho nên gió thổi vi vu đến cỡ nào, rất là mát mẻ luôn. Đó, rất là mát mẻ. Mà các bạn nhìn neighborhood, không có một chiếc xe, cực kỳ vắng vẻ, rất là yên tĩnh. Mà chỗ đậu xe đầy hai bên đường hết. Bên đây coi như là từ cái chỗ này, từ nhà kế bên này, các bạn nhìn xuống cái đường kia là coi như là không có một chiếc xe nào đậu trên đường luôn, các bạn thấy không? Không có một chiếc xe nào đậu trên đường luôn, coi như là đậu xe là vô tư luôn á. Bây giờ đây là căn nhà hôm nay mình sẽ review cho các bạn coi đây. Nhà rất là bảnh, 2 tầng nha các bạn, nhưng mà nó 2 tầng chỉ một bên thôi. Đó, 2 tầng. Mà nhà nhìn mặt tiền cũng rất là ngon lành, rất là ok. Đó, gara thì 2 xe thôi. Thường là đúng là nếu mà nhà 5 phòng ngủ trở lên ở thành phố Huntington Beach thì phải là có 3 xe garage, nhưng mà mình nghĩ là cái nhà này nó 4, nhưng mà họ biến một cái phòng, có thể là một cái phòng office hay cái gì đó, thành cái phòng ngủ, chỉ là basically là họ để thêm cái closet vô nên thành 5. Cho nên là cái garage thì vẫn là 2 xe, và garage 2 xe rất là rộng, rất là sạch luôn các bạn. Đèn đuốc sáng sủa, một tí các bạn sẽ thấy coi như là rất là ok luôn, so rất là nhiều căn nhà ở đây. Đó, đằng trước thì như các bạn thấy có thảm cỏ rất là xanh và rất là mượt đúng không?
cắt tỉa sạch sẽ. Driveway ở ngoài đây cũng rất là rộng, các bạn đậu được thêm hai chiếc xe ở ngoài driveway và trong gara nữa. Bên hông đó thì có lối đi riêng luôn ha. Đó, tường ba bên đều là tường gạch hết. Rồi, bây giờ xin mời mọi người đi theo chân mình vào nhà nha, để mình show cho các bạn coi căn nhà này. Rồi, cửa thì đầu tiên mình vô cái cửa đó, thì cửa họ có khóa điện tử, cho nên là mình có một cái khốt thì mình chỉ nhấn vô cái khốt này thôi, không cần tới chìa khóa nữa các bạn. Thì nhấn cái khốt rồi nhấn cái nút lock thì nó mở ra thôi. Đó, ok. Rồi, xin mời mọi người vào trong nhà. Thì đầu tiên khi mình bước vào cửa một cái nè, thì mình đang đứng ở đây, đây là cái diện tích phòng khách của nhà. Rất là rộng các bạn, rất là rộng rãi. Và ở dưới sàn á là được lót gạch cứng ngắc luôn, tình trạng rất là cứng cáo, bạn lót gạch hết và gạch nhám luôn, nhìn rất là sạch sẽ và rất là mát mắt. Đó, cái màu gạch cũng rất là nhã nhặn, rất là thoải mái con mắt mình luôn. Ngoài cái chuyện dưới sàn lót gạch rất là cứng cáp và sạch sẽ, cái thứ hai mình thích nữa là vô các bạn trong căn nhà này, các bạn có thể enjoy cái high ceiling, có nghĩa là trần nhà rất là cao các bạn. Trần nhà này rất là cao cho nên là rất là thoáng, tạo cho mình cảm giác rất là thoáng đãng, rất là thoải mái luôn. Và toàn bộ có hệ thống đèn đi hết throughout căn nhà luôn. Đó, rất là nhiều cái nhà cũ họ không có hệ thống đèn này thì rất là bực bội, bởi vì là những cái đèn cũ rồi nó rất là mờ. Nhưng nhà này đã có hệ thống đèn hết rồi các bạn. Người Mỹ thì người ta thích đèn vàng, người Việt mình nhiều người ta thích đèn trắng, thì cái này không sao, cái này đơn giản các bạn, hệ thống đã có rồi, các bạn chỉ đổi cái bóng đèn thôi nếu các bạn muốn nó đèn trắng. Ok, rồi đó, như các bạn thấy bước vô một cái thì là không gian phòng khách rất là rộng rãi các bạn, rất là to, có fireplace ở đây đúng không, fireplace đó, rất cũng rất là sạch sẽ luôn. Rồi thì qua bên đây đó, thì ở đây các bạn nhìn ra đây, ở đây là cửa vào đúng không, thì ở đây chúng ta có một bức tường, thì bức tường này nó ngăn giữa cái phòng khách và cái kitchen, nhưng mà nó không phải hoàn toàn nó ngăn hết mà chỉ đi phân nửa thôi, cho nên là từ kitchen đây, nếu mà ở trên đó ngay trên cái fireplace mà chúng ta để tivi thì cái người đứng ở kitchen nấu ăn ở đây mình vẫn có thể vừa nấu vừa coi tivi và giao lưu với lại người ở bên ngoài phòng khách, cho nên là nó cũng half open rất là thoải mái các bạn, mình thấy rất là ok luôn. Đó, mà các bạn coi coi, tất cả countertop đều là đá granite rất là đẹp. Đây, các bạn coi, đều là đá granite rất là đẹp và rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Và cái dàn tủ này nữa, dàn tủ này cũng rất là đẹp luôn, và là cái loại gỗ rất là tốt. Đó, chứ không phải là những cái loại gỗ dởm, nhiều căn nhà các bạn thấy nó remodel chứ dàn tủ trắng trắng này nọ chứ. Nếu mà các bạn là người trong nghề hoặc là các bạn đi coi nhà nhiều thì các bạn sẽ biết, nhiều khi những cái đó nó chỉ nhìn mới thôi, nhưng mà chất lượng thì nó không có. À, nó chỉ được cái vỏ bên ngoài nhìn mới thế thôi, chứ nhiều cái dàn tủ nó không có ngon. Nhưng đây, cái loại gỗ dàn tủ này rất là ngon, và đặc biệt là cái đá granite của countertop này rất là good các bạn. Đó, stainless steel appliance ha. Và những cái appliance này lúc họ mua cũng là appliance rất là cao cấp luôn, có bản professional series đàng hoàng ha. Có Van Hood microwave ở bên đây, cái này là của GE ha. Và chúng ta có luôn dishwasher, máy rửa chén ở đây, rất là nhiều chỗ để đồ, rất là nhiều chỗ để đồ, storage như các bạn thấy rất là nhiều storage đúng không. Đó, trong kitchen đèn đuốc cũng đầy đủ luôn. Rồi đây là chỗ mình để máy, tủ lạnh ha, và có luôn ống nước dispenser cho tủ lạnh. Đó, thì cái floor plan ở ngoài living room đây, giữa cái kitchen và cái phòng khách mình thấy rất là ok các bạn. Open, trần cao, thoải mái, rộng rãi, không có gì complain hết. Một cái mình thích nữa cho cái design căn nhà này là đây là cái cửa ra để mình ra cái garage của căn nhà. Và cái cửa garage nó kế bên cái tủ lạnh luôn, kế bên cái kitchen, đó là một cái sự tiện dụng. Bởi vì sao? Shopping mình đi mua đồ grocery ở chợ về, mình muốn đậu xe vô cái là mình vác đồ vô tủ lạnh liền, mình không muốn đi xa. Đó là một sự tiện dụng mà mình luôn để ý và mình rất là thích, cho nên là mình thấy không có vấn đề, rất là ok luôn. Mà các bạn coi garage nè, ở dưới họ tráng sạch sẽ hết rồi, garage rất là sạch sẽ, không có bừa bộn và rất là bự luôn. Ngoài cái hai cửa garage, các bạn thấy ở đây còn dư thêm một cái khoảng space rất là bự từ đây vô tới cái tường trong, cho nên là cái garage rất là bự các bạn. Ngoài ra nữa mình để ý luôn, các bạn thấy không, cái máy làm nước nóng nè, cái water heater rất là to, cái unit rất là bự và mới luôn, và rất là mới, rất là cứng cáp, giống như là được làm mới sau này. Từng cái ống hệ thống của họ làm cũng rất là mới và rất là kỹ càng. Những cái insulation này nọ, cái cách họ install nhìn rất là kỹ càng, rất là
gọn gàng và rất là tốt, chứ không phải như nhiều căn nhà thì nói chung là nó no big deal, nhưng mà nhiều căn nhà mình lại thì nó làm không có đúng cái chuẩn lắm, cho nên là thật sự là mình thấy là rất là ok luôn các bạn nè. Các bạn coi coi đúng cái water heater nó phải nằm ở trên cái bục nữa, mà cái bục này họ cũng lót gạch cho water heater nằm lên luôn, các bạn thấy không? Đó, ở đây thì mình có một cái sink, đó có ống nước ra, thấy không, để rửa tay rồi sử dụng nước nếu các bạn muốn. Rồi trong gara như các bạn thấy không, đèn đuốc đầy đủ hết, rất là sáng sủa luôn, họ gắn đèn hai bên đầy đủ, rất là sáng. Rồi bây giờ á, thì nhà này bao gồm 5 phòng ngủ 3.75 tấm, có nghĩa là 5 phòng ngủ, 3 cái phòng tắm có bồn nằm và 1 cái phòng tắm là phòng tắm đứng, nhưng được 4 cái shower nha các bạn. 3.75 nghĩa là mình có 4 cái phòng tắm luôn chứ không phải 4 cái toilet không, 4 cái toilet và 4 cái phòng tắm, cho nên là rất là tiện dụng, mình chả bây giờ cần phải dành với ai cả, ngay trong việc đi toilet hay là ngay cả khi các bạn cần tắm cũng chả cần phải dành với ai cả, 4 cái phòng tắm cần gì dành nữa đúng không các bạn. Nhà thì có 5 phòng ngủ thôi, thì thẳng vô trong đây mình có một cái phòng, thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Rồi thì phòng này á, không có quá bự, nhưng nói chung là dư sức cho các bạn để một cái giường queen không thành vấn đề. Nếu mà anh chị các bạn nào muốn giữ cái phòng này làm phòng ngủ thứ năm, nếu nhà có nhiều người, gia đình nhiều người, ok giữ nó, mình có 5 phòng ngủ. Bởi vì ở đây đơn giản các bạn cũng có luôn closet, các bạn thấy không, closet hai cửa và cửa nào cũng có kiến, rất là đẹp, rất là ok. Đó, phòng này thì rất là sáng sủa bởi vì nó có một cái double door để mà đi ra ngoài cái sân sau. Rồi ok, bây giờ mình đi qua bên hông. Ở đây mình có cái nhà tắm đầu tiên của nhà ha các bạn. Và các bạn thấy không, nhà tắm rất là to, rất là to, double sink đàng hoàng và tất cả đều là countertop, đều là đá granite hết, dàn tủ rất là đẹp. Và ở đây chúng ta có bồn tắm đứng, mà bồn tắm đứng cũng rất là đẹp luôn các bạn, được lót gạch đàng hoàng. Mà các bạn biết rồi, gạch là cái chất liệu xây dựng mắc nhất, mà cái này là trường tồn, gạch này là last forever, rất là đẹp, các bạn thấy không, rất là cứng cáp. Bên đây thì chúng ta có cái phòng ngủ thứ hai của căn nhà ha. Như các bạn thấy, phòng này cũng không phải là rất là lớn nhưng mà cũng không có nhỏ các bạn, vừa đủ xài như bao nhiêu cái phòng khác thôi. Nói chung là dư sức để các bạn để cái giường queen và vẫn có chỗ để nightstand này nọ, thoải mái, vô tư, không thành vấn đề. Có luôn closet và cũng có cửa, cũng có gương luôn như các bạn thấy. Đó, nhà rất là sáng sủa các bạn, thoáng sáng, very good. Mà mình không hiểu tại sao nó nằm trên thị trường 33 ngày thì mình không biết, nhưng mà tới hồi mà bán này lên mình cũng không biết nó còn không nha. Tại vì thật sự hồi nãy mình qua mình review thì cũng có một vài người trước mình họ vào coi, và không chỉ người Việt mà là người Mỹ luôn, và cái cô người Mỹ đó cũng rất là hứng thú nên mình không biết là tình hình sẽ là như thế nào. Rồi bây giờ mình đi qua bên tay trái ha, thì đầu mình sẽ có cái phòng tắm thứ hai của căn nhà các bạn. Các bạn thấy không, phòng tắm nhà này phòng tắm nào cũng to, cũng bự hết, rất là hoành tráng luôn, mà vô toàn là lót gạch, thảm gạch từ trên xuống dưới hết các bạn, dưới sàn cũng là gạch, trên tường cũng là gạch, rất là cứng cáp, rất là thích. Nhà này nó thẳng luôn, vô là ở liền, các bạn không có cần làm thêm bất cứ một cái gì hết trơn á, chỉ có một phần trên lầu là thảm. Nếu quý vị nào không thích thảm thì mình dỡ thảm nó ra, mình thay thành sàn, thay gạch, lót gạch hoặc là lót laminate, that's it. Còn ngoài ra nó thẳng luôn là vô là xài liền chứ không có cần gì hết, và nhà rất là to các bạn, rất là rộng. Nè các bạn coi, cái bồn tắm này là bồn tắm đứng nha, mà nó rất là to. Và cái nhà này lúc trước có thể có người lớn tuổi ở, bởi vì sao, ở đây nó có một cái ghế ghế kiểu cho người lớn tuổi ngồi. Nhưng mà nói chung là nếu các bạn thích, các bạn có thể xây thêm một cái bục hay gì đó để mình ngồi thôi, không phải đứng nếu các bạn thích. Đó, cái phòng tắm rất là to, có toilet ở đây và sink ở đây, rất là rộng, rất là đẹp các bạn. Ở đây nãy giờ hai phòng rồi đúng không các bạn, nhà này 5 phòng, ở dưới lầu bao gồm tổng cộng 4 phòng và một cái phòng master suite lớn nhất nằm ở trên lầu. Rồi thì bên đây thôi, bây giờ mình đi xuống cái hallway đây đi. Bạn nào, anh chị nào muốn giữ lại cái phòng mà có cái double door nãy để làm phòng ngủ, nếu nhà có nhiều người thì chúng ta vẫn có cửa để đi ra ngoài từ trong nhà. Đây thì là cái cửa này đây, đó thấy không, có cửa lối đi ra ngoài từ trong nhà không thành vấn đề. Nhưng mà nói chung là nếu mà là cái double door thì đẹp hơn, nó đúng hơn đúng không các bạn. Và cái cửa này cũng hay một cái nữa là nếu mình mua cái property này mình để ở, hay là mình vừa ở vừa cho mướn, hay các bạn để cho mướn cũng đều tốt cả, mướn long term hay mướn Airbnb đều tốt cả. Bởi vì sao, khi mà có cái cửa này có nghĩa mình có một cái lối đi riêng,
Người ta có thể về, người ta đi bên hông vô, người ta vô bằng cái cửa này, không cần vô cửa chính. Và cái người mà vô cửa này họ có thể xài cái phòng này và cái phòng kế bên đây. Đó, coi như là nếu các bạn ngăn cái phần này lại thì căn nhà này có thể nó biến thành hai cái unit khác nhau luôn, hai cái unit khác nhau. Rồi, ok. Ha, rồi đây là cái phòng ngủ thứ ba. Rất là to các bạn, phòng ngủ rất là to. Rất là to, nó phòng ngủ rất là lớn luôn. À, các bạn coi, phòng rất là rộng. Phòng này dư sức cho các bạn để cái giường king, thêm hai cái nightstand mà vẫn dư rất là nhiều không gian. Đó, closet phòng nào cũng rất là bự. Double closet đàng hoàng, rất là đẹp. Rồi, đây là phòng này là một cái phòng master luôn. Nó có phòng tắm riêng của nó luôn các bạn coi, phòng tắm nào cũng vậy, rất là cứng cáp, lót gạch từ trên xuống dưới hết. Và phòng này cũng vậy luôn, phòng tắm đứng. Các bạn coi, nhà có phòng trên, phòng dưới như vậy á, cũng tốt cho mục đích là mình ở được nhiều generation khác nhau. Ví dụ nhà có người lớn tuổi ở cũng được, như những người lớn tuổi, cô chú không cần phải đi bộ lên lầu để vô cái phòng ngủ của mình. Nhà ở dưới rất là nhiều phòng ngủ. Rồi, đây là cái phòng thứ tư ở dưới nhà các bạn. Rất là lớn luôn. Lớn không thua gì cái phòng vừa rồi nha. Đó, như các bạn thấy, có cửa sổ, ánh sáng của phòng rất là sáng sủa luôn. Và double closet ha, phòng rất là rộng, dư sức để giường king, thêm hai nightstand no problem. Và hồi nãy mình nói tại sao ở đây, nếu các bạn chỉ cần ngăn ở đây cái cửa thôi, thì đằng sau đây bên kia các bạn có hai phòng có nhà tắm, đằng sau đây các bạn có hai phòng có nhà tắm riêng, và đây là đường lên lầu nữa, và lối đi riêng nằm ở đây. Cho nên là nhà này mà nếu muốn chia ra để cho mướn cũng dễ dàng luôn. Rồi, bây giờ trước khi lên lầu thì ở đây chúng ta có cái phòng giặt của căn nhà nha các bạn. Đó, giặt sấy không để ở gara, cho nên gara rất là rộng, dư rất là nhiều chỗ. Mình có hẳn một phòng giặt riêng đây. Đây, nước nóng hút cấp, bên đây là vent cho máy sấy và đường ga, các bạn thấy không? Đó, bảng điện cũng mới luôn, bảng điện mới. Rồi, trong phòng giặt phòng sấy có sink riêng đàng hoàng. Các bạn muốn rửa tay hay gì đó, có tủ để đựng đồ, để mấy cái đồ bột giặt hay gì đó. Rồi trong đây chúng ta còn dư thêm một cái khoảng diện tích nhỏ trong đây dưới cầu thang nữa, giống như để mình để storage thôi. Ví dụ mình có nhiều đồ, mình có thể để chó thêm chỗ để chứa đồ, rất là tiện dụng. Bây giờ xin mời mọi người lên lầu. Và mình luôn luôn save the best for last đúng không? Thì trên lầu là cái phòng master suite, mình phải gọi là master suite, nó không phải là master bedroom. Dưới phòng thì mình đã có một cái master bedroom rồi. Thì đây là cái phòng master rộng nhất ở trong nhà. Có thể đây là cái nơi mà cho người chủ nhà ở. Rất là đẹp các bạn, phòng rất là rộng, cửa sổ rất là nhiều, mang ánh sáng trong nhà sáng trưng nha các bạn. Rồi các bạn coi đây, đây là cái diện tích của phòng master suite đây. Oh my god, cái phòng master suite này á, các bạn để hai cái giường king bed cũng được, hai cái giường king cũng được, các bạn dư sức no problem hai cái giường king, để luôn bốn cái nightstand cũng được nữa. Rất là rộng các bạn, rất là rộng. Cho nên là ngay ở trên đây mình nói thật là mình nghĩ người chủ nhà là phải ở trên đây, để cái giường bự, để tủ, để tivi, everything để enjoy. Mà mỗi sáng dậy có view xuống đường ở trước nhà nữa, rất là view, rất là ok các bạn. Đó, nhìn từ trên xuống. Ở đây mình ở, nếu mình là chủ nhà mình để giường mình ngủ ở đây đúng không? Vợ chồng ở đây, rồi ở bên đây kế cái cửa sổ mình để thêm cái bàn làm việc nữa. Sáng mình dậy cái mình vô đây mình ngồi mình làm việc luôn, kiếm nhà, làm giấy tờ này thôi khách. Có view nhìn xuống rất là đã, rất là thoải mái. Rồi, chưa hết nha các bạn, chưa hết. Đó là cái diện tích ở thôi. Đây có hẳn luôn một cái walk-in closet đàng hoàng, và đã có cái dàn shelf mà họ build ra rất là cứng cáp sẵn luôn để mà mình để đồ. Đó, một cái phòng walk-in closet rất là bự các bạn, nó hẳn luôn dư sức ở trong đây chắc cũng được, để cái giường twin ngủ trong đây ở cũng được nữa các bạn. Đó, shelf hệ thống họ build sẵn hết rồi, walk-in closet. Kế bên là cái phòng tắm của cái master suite này, và đúng là phòng tắm của master suite double sink đúng không? Granite countertop như các bạn thấy, dàn tủ y chang matching the whole house. Đó, bên đây chúng ta có bồn tắm nằm, có hệ thống massage đúng không? Nếu các bạn muốn nằm take a nice bath. Bên đây chúng ta có luôn phòng tắm đứng luôn, được lót gạch đàng hoàng, rất là cứng cáp. Có phòng tắm đứng. Rồi trong đây thì là toilet, và toilet nằm riêng một chỗ luôn, có cửa riêng. Thí dụ mình đi
mình có đi hay gì đó thì xong mình đóng lại thì nó cũng không ảnh hưởng, nhưng nếu mình xài ở ngoài đây tắm hay cái gì đó, các bạn hiểu không, nằm riêng ra luôn, rất là to, cái phòng tắm đầy đủ hết, phòng tắm đứng, phòng tắm nằm, everything. Mà nói quay lại, rất là thích cái diện tích sử dụng này, quá to các bạn. Coi như là nó take up the whole upper level luôn. Coi như là nguyên cái tầng trên của căn nhà chỉ đơn giản dùng riêng cho cái master suite này thôi các bạn. Và có view xuống neighborhood rất là yên tĩnh, rất là đẹp các bạn. Căn nhà này hiện tại đang được list với giá là 1.260.000, 1.260.000 các bạn. Và mình đã coi rất là nhiều nhà ở vòng vòng đây, mình quá rành rồi, cho nên là thật sự là với cái giá mà hiện tại họ list đó, nếu mà không có offer thì mình không biết mình có deal được thêm như thế nào không, tại nó tùy thời điểm mình vào. Nhưng mà thật sự là với cái giá này cho một căn nhà 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, tình trạng cứng cáp như thế này, vô ở liền, xây toàn bằng gạch không, không gian ở rất là rộng rãi, rất là thoáng mát, trần cao, everything, nhà rộng gần 2.500 square feet như thế này thì mình thấy là không có gì để complain cả. Mà nằm ở thành phố Huntington Beach, vị trí tốt thành phố Huntington Beach, gần biển, tiện lợi, gần trường học, gần khu shopping, nhà hàng, tất cả mọi thứ luôn, không gì complain, mình thấy là rất là tốt luôn các bạn. Cho nên là đó lý do mình rất là excited để hôm nay là đây show cho quý anh chị và mọi người coi nhà này. Rồi bây giờ cuối cùng mình xin mời mọi người đi ra ngoài để mình nhìn cái bát do nha. Rồi thì đây là cái bát do bên ngoài, không, diện tích patio được xây rất là cứng cáp, rất là cứng cáp. Thì trong đây là có mái che ha, patio chán xi măng lán có sạch sẽ đàng hoàng dưới đất, rất là rộng luôn đó, cho những ngày mưa mình có thể để bàn ngồi ở đây, có mái che đàng hoàng. Còn ở ngoài đây chúng ta dư thêm một khoảng đất cho những anh chị các bạn nào thích trồng cây trồng cỏ vô tư đó, nguyên một dàn bồn đây dài tới đó để mà mình có thể trồng thêm cây cối trồng rau nữa, tùy các bạn thích ha. Lò gạch đàng hoàng đầy đủ hết. Bên hông đây thì có cửa lối đi riêng đó. Rồi nhà có central air, central heat đầy đủ luôn. Đây, unit central air đây các bạn, everything. Bên hông bên đây cũng có lối đi riêng luôn, nhà lối đi riêng hai bên luôn. Mình nhìn tình trạng căn nhà từ ngoài vô trong mình thấy rất là cứng cáp rồi, chắc chắn mà mình không có complain gì hết, thật sự không complain gì hết với cái giá này, tất cả những gì căn nhà này offer, central air, central heat, everything, mình không thấy thiếu gì cả. Rồi thì cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều đã coi cái review của Việt Hình ngày hôm nay cho cái căn nhà rất là tuyệt vời này. Và nếu mà anh chị, quý vị nào có hứng thú có thể liên lạc ngay cho Việt Hình ở cái số điện thoại ở dưới nha. Rồi nếu mà những anh chị hoặc là các bạn nào lần đầu tiên coi cái video hoặc là YouTube của Việt Hình thì Việt Hình xin tự giới thiệu, Việt Hình là một chuyên viên địa ốc realtor đang làm việc tại miền Nam California, đang sống và làm việc tại quận Cam, và thành phố Việt Hình sống là thành phố Huntington Beach. Và nếu anh chị nào mua căn nhà này thì cũng sẽ là neighbor của Việt Hình luôn, bởi vì căn nhà này cách nhà của Việt Hình chỉ có 4 phút thôi, nhưng mà nó về phía biển, gần hơn nhà Việt Hình nữa các bạn, 4 phút lái xe thôi. Và khu này rất là tốt luôn, rất là mát mẻ các bạn, nói có central air chứ chắc các bạn cả năm dùng được 2 lần không cần dùng đâu. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ và theo dõi Việt Hình. Và hy vọng là Việt Hình sẽ, hồi bữa giờ thì mình cũng hơi bận cho nên là mình ra video hơi chậm, nhưng mà mình sẽ cố gắng hơn. Mình đang trong thời gian hoàn thiện bản thân và hoàn thiện những cái mục tiêu của mình, cho nên là mình sẽ cố gắng hơn để mà trong thời gian tới có thể đưa đến nhiều video bổ ích hơn và review được càng nhiều nhà đẹp hơn, đưa đến nhiều cơ hội, những căn nhà đẹp khi mà vừa mới lên thị trường cho quý anh chị và các bạn, để mà ai đang săn tìm nhà ở những cái thành phố vòng vòng quận cao, người Việt mình ở đây được thấy và có cơ hội chớp ngay khi nó lên thị trường. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ Việt Hình. Việt Hình xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và vui vẻ nha. Rồi, I'll see you guys on the next one.